Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh YouTube Tô Vẽ Tranh của mình nha. Hôm nay mình đã chuẩn bị một bức tranh về một cô bé các bạn ạ, cô bé đang nhảy. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng bức tranh đây rồi, chúng mình cùng tô vẽ nhé. Trước tiên mình sẽ lựa chọn mái tóc của cô bé này màu vàng nha các bạn. Đúng là quay còn khác lắm các em ạ. Có bạn chi tiết mấy giây mà đến 32 cân vai này. Mà cả một cái video dài khá nhiều chứ mà có 23. Không nhận quay khác nặng lắm. Là B, và hai K nó khác nhau rồi. Cái này KB này. KB khác với MB. Đây đều KB cả. Sao quay, quay cả video dài thế mà có KB. Đấy. Dây vào tóc của cô bé này mình tô màu hồng nha các bạn. Em đã từng trải qua rồi mà. Thế các bạn là chị? Không phải, thì lại thoát ra. Đấy. Thấy chưa, chị thấy em nói chuẩn chưa? Nó cứ để xấu như này á, sau này nó càng ngày càng nhiều lên á, chị cũng tìm cả ngày. Đúng không? Đúng. Tiếp theo cái phần quần của cô bé này mình sẽ chọn màu vàng. Bây giờ chị làm luôn các bạn ơi, bây giờ tìm á, nó sẽ hiện tên lên. Tiếp theo mình sẽ lựa chọn màu hồng nhạt tô chiếc áo này cho bé này nha các bạn. Sau này nó nhiều, càng ngày càng nó phải càng nhiều lên chứ. Mua cái bước nhỏ thôi nhưng mà nó giúp mình tiết kiệm nhiều thời gian. Bây giờ thì thứ hai nó chưa biết nhất nào gì. Ừ. Đấy, em nhìn cái này biết được cái nào. Ừ, lúc nãy em cũng phải mò anh. Đấy. Thì chỉ giờ chỉ có mò thôi chứ biết sao. Tiếp theo phần váy này mình sẽ chọn một màu cam nha các bạn. Phần vằn tất này của đôi giày của cô bé mình tô màu xanh hết nha các bạn. Mình lựa chọn màu xanh luôn nha các bạn.
tô làm sao cho nó đồng bầu, đồng bộ với cái bộ quần áo này nha các bạn. Tìm tiền này vào phòng nha. Như vậy mình đã hoàn thành xong bức tranh cô bé đang nhảy múa ba lê rồi các bạn ạ. Khuôn mặt mình không tô nhé, để màu trắng cho nó nổi bật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Các bạn nhớ subscribe kênh và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn.